Quan chức hàng không Việt Nam hôm 27 tháng 11 đã nhanh chóng lên tiếng đính chính sau khi báo chí đồng loạt đưa tin rằng thẻ đảng viên là một trong các loại giấy tờ không được sử dụng để lên máy bay kể từ đầu năm 2018. Trước đó, nhiều tờ báo trong nước dẫn một thông tin liên quan tới an ninh hàng không mới được Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể ký ban hành hôm 27 tháng 11, nói rằng cũng như thẻ đảng viên, hành khách có quốc tịch Việt Nam từ 14 tuổi trở lên khi làm thủ tục đi máy bay trên các chuyến bay nội địa không được sử dụng các giấy tờ như thẻ nhà báo, giấy phép lái xe mô tô, ô tô, thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay để thay giấy tờ nhân thân như trước đây. Theo quy định, để làm thủ tục, hành khách mang quốc tịch Việt Nam phải xuất trình một trong các loại giấy tờ sau: hộ chiếu hoặc giấy thông hành, thị thực rời, thẻ thường trú, thẻ tạm trú, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh chứng nhận của các lực lượng vũ trang, thẻ đại biểu quốc hội, thẻ của Ủy ban An ninh Hàng không Dân dụng Quốc gia. Sau khi thông tư mới gây nhiều phản ứng trên mạng xã hội, VN Express dẫn lời lãnh đạo Cục Hàng không thừa nhận rằng quy định về giấy tờ tùy thân khi đi máy bay bị ban hành sai do sơ suất của cán bộ đánh máy. Báo điện tử này trích lời ông Đinh Việt Sơn, Cục Phó Cục Hàng không nói, ngay sau khi báo chí đăng tải ngày 27 tháng 11, chúng tôi đã rà soát và phát hiện ra lỗi đánh máy trong văn bản đề xuất Bộ Giao thông. Chúng tôi nhận trách nhiệm sai sót thuộc về đơn vị soạn thảo thông tư và sẽ xem xét kiểm điểm một số cán bộ liên quan. Từ trước tới nay, theo quy định, hành khách mang quốc tịch Việt Nam được phép xuất trình thẻ đảng viên, thẻ nhà báo và giấy phép lái xe khi đi máy bay. Lỗi đánh máy là từ khóa hot trong vài năm qua sau vụ cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam phải xin lỗi vì làm sai lệch nội dung nghiêm trọng trong một bài viết do sai sót trong khâu đánh máy. Còn tin về thẻ đảng gần đây xuất hiện nhiều trên mạng xã hội sau vụ một người đàn ông bị kết án 3 năm tù về tội ấu dâm, dọa tự thiêu và đốt tấm thẻ vốn được nhiều người coi là lá bùa hộ mệnh ở Việt Nam.